Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, thể hiện tính dân chủ, đổi mới trong Đảng, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Có thể thấy, nét mới trong kỳ đại hội này là các địa phương đã đề ra các mục tiêu phấn đấu vào cuối nhiệm kỳ hết sức cụ thể, và để thực hiện thành công nghị quyết đòi hỏi các đảng bộ phải nỗ lực quyết tâm cao. Chính vì vậy, ngay sau đại hội, Ban chấp hành các đảng bộ đang tập trung trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, đề án để thực hiện các nội dung nhanh chóng đưa vào cuộc sống. Quỳnh Lưu là địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở. Trên tinh thần đổi mới, dân chủ và đoàn kết, Đại hội Đảng bộ huyện vừa qua đã thống nhất mục tiêu tổng quát là phấn đấu xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong top các huyện khá nhất tỉnh và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020. Vì vậy, ngay sau thành công của đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Không nóng vội, các giải pháp thực hiện phải sát thực tế, có tính khả thi cao là yêu cầu mà Đảng bộ huyện đề ra. Đây là một trong những vấn đề ban chỉ đạo rất quan tâm. Một mặt là đáp ứng được cái yêu cầu tiến độ chung, nhưng đồng thời là phải đảm bảo được cái chất lượng và cái tính khả thi. Thế thì cái việc triển khai thực hiện phải rất chặt chẽ, công phu. Trước hết là ban chỉ đạo các tiểu ban phải xây dựng đề cương, phải thông qua đề cương, phải lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cơ quan liên quan, kể cả các cái tổ chức đảng có liên quan để có cái chất lượng trong các cái đề án. Gắn với nội dung 5 chương trình trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ, huyện Quỳnh Lưu đã thành lập 5 ban chỉ đạo xây dựng 5 đề án nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, phát huy tiềm năng lợi thế phát triển du lịch biển gắn với du lịch văn hóa lịch sử và các dịch vụ thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến hiện đại, đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản và trồng trọt, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, tiếp tục phát huy tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Kế hoạch trong tháng 9 tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện sẽ nghe và thông qua các đề án thực hiện các chương trình trọng tâm, sau đó giao cho các ngành liên quan nhanh chóng triển khai. Thì quan điểm khi xây dựng các đề án chương trình ấy, thì chúng tôi có phân khúc về mặt thời gian. Đó, từ nay cho đến năm 2020 thì thời gian nào làm việc gì? Và những cái nội dung mà mang tính chất giải pháp thì phải tập trung cho chuyện là vừa là gắn với việc phát huy lợi thế, gắn với cái huy động nội lực, gắn với sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân. Để từ đó tất cả các chương trình thì nó phải đi vào cuộc sống. Mới tổ chức thành công đại hội được hơn một tháng, nhưng Đảng bộ huyện vùng cao Kỳ Sơn đã xây dựng xong chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cũng như xây dựng và thông qua chương trình công tác toàn khóa, quy chế của ban chấp hành. Thời gian này, huyện đang triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22, nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình hành động nhằm phổ biến các nội dung và nâng cao nhận thức hành động của cán bộ đảng viên. Trong đó, huyện tiến hành đồng bộ các khâu từ xây dựng, triển khai đến việc kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Cụ thể, sát đúng với tình hình địa phương, chú trọng đổi mới việc quán triệt, học tập và triển khai để các chỉ thị nghị quyết dễ đi vào cuộc sống là khâu quan trọng. Để mà nâng cao cái tính khả thi trong việc thực hiện đề án cũng như là tránh cái sự nóng vội trong cái quá trình thực hiện á, thì theo chúng tôi trước hết là phải tổ chức quán triệt học tập sâu sắc tinh thần của nghị quyết cũng như là chương trình hành động đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân để nâng cao cái nhận thức cũng như là cái thống nhất về hành động để cùng tổ chức thực hiện, và đồng thời cũng phải căn cứ vào cái nguồn lực của huyện cũng như là các nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên để tập trung vào một số những cái đề án trọng điểm, và trong đó thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu để tập trung vào những cái vùng sâu vùng xa và khu vực biên giới. Bắt đầu một chặng đường mới với nhiều triển vọng lẫn thách thức, các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đang thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Những chuyển động tích cực gắn liền với tiêu chí đổi mới trong quá trình triển khai, đưa nghị quyết vào thực tiễn đang góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong cuộc sống hôm nay.